Thưa quý vị, ngay sau khi trên địa bàn ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, quận Thanh Khê đã huy động tổng lực nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng để dập dịch. Các khâu truy vết, xét nghiệm được tiến hành khẩn trương để kịp thời đánh giá nguy cơ, không để dịch lây lan diện rộng. Đây là vùng cách ly y tế vừa được quận Thanh Khê thiết lập tại kiệt 407 đường Lê Duẩn, nơi bệnh nhân 12.437 sinh sống. Việc điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng đã được thực hiện ngay lập tức với sự vào cuộc của ngành y tế và các tổ công tác COVID-19 cộng đồng. Các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngay chiều hôm qua đã nghe được thông tin các ca dương bệnh mới. Đóng là một công ty nhựa ở trên địa bàn thì quận sẽ truy vết nhanh. Đây địa bàn có 3 khu cách ly đã chuẩn bị. Thì ngay sáng nay thì cũng đã kích hoạt lại khu điều phối thao. Còn khu D09 là đã kết hợp chiều hôm qua rồi. Ngay tối hôm qua đã chuyển hết 14 F1 của trên địa bàn lên khu D09. Qua truy vết tiến hành xét nghiệm thì có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đó là người thân và bạn của bệnh nhân. Để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm và xác định nguy cơ, CDC Đà Nẵng cũng áp dụng phương pháp lấy mẫu gộp 10 người trên một mẫu cho 484 trường hợp liên quan và có 7 mẫu gộp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đã tách 7 chùm mẫu gộp này để xét nghiệm riêng lẻ 70 trường hợp nhằm xác định chính xác trường hợp nào dương tính, trường hợp nào âm tính. Khi mình triển khai cái xét nghiệm mẫu thì hiện nay là Sở Y tế xét nghiệm theo cái mẫu gộp. Do đó hiện nay là mẫu gộp 10 thì 7 cái chùm này là cho 70 trường hợp. Thì thông tin người dân thì đang trước khi nghe thông tin là 70 dương tính, thật ra là có 7 cái mẫu gộp này thì đang lấy xét nghiệm mẫu đơn lại cho 70 trường hợp này. Thì dĩ nhiên là ít nhất là có 7 được F0 trong cái chùm này. Thì sau khi mà sáng sớm nay có cái việc mà 7 chùm ca này thì quận cũng phối hợp với địa phương và CC thành phố, nghĩa là phong tỏa toàn bộ khu vực của cái tâm giác này từ Lê Duẩn qua Hoàng Hoa Thám và Lý Thái Tổ. Thì dự kiến là trong sáng nay là đang tiến hành xét nghiệm ở dưới đó. Đến nay quận Thanh Khê cũng đã phong tỏa mềm địa điểm bệnh nhân 12.437 làm việc tại số 145 Điện Biên Phủ. Đồng thời để đánh giá nguy cơ dịch bệnh, kịp thời khoanh vùng, quận cũng đã phong tỏa địa điểm nguy cơ cao là khu vực Tam Giác, thuộc hai phường Thạc Gián và Tân Chính, và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 3.000 người tại đây. Cùng với việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực bệnh nhân COVID-19 sinh sống, thì hiện nay các giải pháp về điều tra dịch tễ, truy vết cũng như là đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm đang được quận Thanh Khê khẩn trương thực hiện. Lúc này thì mỗi người dân, đặc biệt là các trường hợp có liên quan tới ca bệnh, cần tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan y tế, kịp thời thông tin để được can thiệp y tế phù hợp.